Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vua hải tặc. Và hôm qua thì quả thật là một ngày may mắn của mình ha, khi mà trong một cái chuyến đi ngắn thôi, mình đã sở hữu được tổng cộng là 5 cái rương khác nhau, trong đó có một cái rương vàng nè. Và rất là lâu rồi mình chưa có mở rương trái quỷ bằng vàng, thế nên là hôm nay mình dự định là sẽ mở một cái rương vàng trước khi đi khám phá ha, để xem coi mình có gặp nhiều may mắn hay không. Giờ thì không chần chờ gì nữa, mở liền một cái rương vàng nào. Cái gì? Mình mở ra trái Mera no mi. Ồ, đây là trái của Hỏa Quyền Ace, người kiểu từng sở hữu trái này, và hiện tại hình như là nghe đồn Sabo là người sở hữu trái quỷ này đó. Đây cũng là một trái rất là mạnh nè, là hệ Logia luôn nha. Hôm qua thì mình ăn trái quỷ của Luffy rồi, hôm nay thì mình mở ra trái quỷ của anh của Luffy nữa. Ý trời. Chắc mình sẽ quất luôn cái trái Mera này để dùng trong chuyến đi ngày hôm nay á. Với cả là mình sẽ dùng một ít giấy để chúng ta đi tìm lại những cái phiến bonus clip. Vì bây giờ mình đã biết được cách để chúng ta có thể sao chép được những cái mảnh bonus clip mới và nhận được thêm cái thử thách rồi. Quyết định vậy đi, giờ thì ăn trái Mera trước nha. Wow, coi kỹ năng kìa, rất là nhiều kỹ năng luôn nha. Toàn kỹ năng liên quan tới lửa thôi, cực kỳ đã ha. Gắn hết vào. Có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kỹ năng khác nhau. Đỉnh của chớp luôn. Nhưng mà cái trái này thì không nên test kỹ năng ở nhà đâu. Mình nghĩ là mình nên đi tới cái stronghold luôn đi, để chúng ta còn đi viết, ủa đi sao chép những cái phiến bonus clip nữa. Cái bè rồi, đây. Lấy cái bè rồi lên đường thôi ha. Con này láo toét. Ngươi không biết là ngươi đang chọc giận Lộc Quả Quyền rồi. Ngươi chọc giận nhầm người đó. Mình hơi rén nha, tại vì mình không dám sử dụng kỹ năng mà nó gần gần cái thuyền của mình á. Đâu, mình test thử cái kỹ năng. Wow, có kìa. Kỹ năng đầu tiên là cú đấm lửa. Mình có thể đấm một cú đấm lửa mà xuyên cả mặt nước cơ. Ví dụ ở dưới có cái con giang hồ biển đâu rồi, mình mới thấy nó đâu rồi. Đâu ta? Kìa, mình thấy rồi. Nó đứng ở đó đúng không? Cú đấm lửa nè. Đấy. Cú đấm lửa mạnh tới mức mà nó có thể bốc cháy ở cả dưới nước nha. Là đủ hiểu rồi. Kìa, nàng tiên cá giả mạo kìa. Đứng rồi hát hò cái gì? Hát hò hả? À, nó còn mê hoặc mình nữa. Ôi trời, tôi xong rồi. Chưa kịp đấm mụ ta nên là mình bị vũ rồi. Nhưng mà may là mình là hệ Logia nên mụ ta không thể ăn thịt mình được. Và bây giờ mình sẽ cho mụ ta biết cú đấm lửa của mình như thế nào. À không, test kỹ năng thứ hai đi. À, kỹ năng thứ hai là mình sẽ bắn ra những cái viên đạn lửa hay sao á. Ngón tay mình chỉ chỏ chỏ là ra lửa nè. Đấy, cũng rất là mạnh nha. Quá xá đã luôn, hôm nay chúng ta sở hữu thêm một cái nguồn sức mạnh mới rồi. Rồi, và bây giờ thì mình đã tới được cái stronghold cần tới. Và mình sẽ qua bên đấy luôn. Vì thứ mình cần bây giờ là cái phiến bonus clip ở trung tâm cái chỗ kết thúc này. Đây, phiến bonus clip đây. Mình đã học được cách để chúng ta sao chép rồi. Đầu tiên là mình sẽ sao chép một góc trước. Tiếp theo là sao chép thêm góc còn lại. Ủa? What? A few moments later. Ôi sao mình xu vậy? Oh man, trộm hết luôn. What the? Đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã sao chép được một cái mảnh mới rồi nè. Wow. Ok, được một mảnh mới rồi. Hả? Tốn cả đống giấy gốc cục cũng được một cái mảnh mới ha. Quá là ok la luôn. Và sẵn dịp mình sẽ test luôn mấy kỹ năng còn lại của trái Mera này nè. Kỹ năng thứ ba nè. Ui, kỹ năng thứ ba là một cái quả cầu lửa. Trời, thứ nào? Ôi trời. Kỹ năng thứ ba cực mạnh luôn. Mình sẽ vận sức và tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ ha. Rồi sau đó chọi một phát, gây ra một vụ nổ cực mạnh. Kìa, ở đó có Mutant Enderman kìa. Mình dự định là mình sẽ cho Mutant Enderman ăn một cục á. Được. Vận sức nào. Đó. Mình đang tạo ra cục lửa khổng lồ kìa. Rồi, chọi cho Mutant Enderman nha. Tặng
tặng Mutant Enderman nè. Một hit 1 tiễn Mutant Enderman chầu trời luôn. Mạnh kinh khủng. Mình thích trái Mera này. Ơi ơi, Mutant đi nói định chọi gì cơ? Trời, Mutant Enderman kìa, ghê chưa? Này thì Mutant Enderman, ăn một cú đấm lửa vẫn đi nha. Trời ơi, cái dàn kỹ năng của trái Mera này đỉnh quá. Rồi kỹ năng thứ tư của mình coi. Mình sẽ kiểu như là tạo ra một cái quả bóng màu xanh trên những cái địch dính lửa hả? Thiệt không? Mình thử coi. Không hẳn đâu. Mình chỉ cần chọn vô cái địch là mình có thể tấn công được rồi. Ồ, vậy mà nãy giờ mình cứ tưởng là cái địch nào dính lửa mới trúng chiêu. Chẳng hạn như con này đúng không? Đó, mình sẽ tạo ra những cái quả bóng màu xanh xanh này nè. Nó sẽ tấn công liên tục qua những cái cây địch luôn nha. Quá mạnh luôn. Nè, mình tấn công con zombie này nhiều khi nó tưng qua mấy con khác được luôn á. Đấy, nó tưng qua kìa. Ui, quá là khỏe. Ui, nhưng mà khoan, cái gì? Con Enderman đột biến nó đánh được mình trong khi mình là hệ Lugia à? À, con này láo. Con này láo. Chua chua. Mình không ngờ là nó lại tấn công được mình á. Rồi lỡ test rồi, mình test nốt mấy kỹ năng còn lại luôn đi. Còn kỹ năng hình chữ thập nè. Ý. Ngọn lửa chữ thập. Wow. Mạnh, kỹ năng ngọn lửa chữ thập này mạnh cực. Hồi chiêu nó cũng khá là nhanh nữa. Mình sẽ tạo ra một cái ngọn lửa từ trên gớt xuống như vậy ha. Cực mạnh luôn. Này. Ồ, nhưng mà trúng skill mới mạnh nha, chứ học chiêu thì nó không mạnh lắm. Rồi, tiếp theo là kỹ năng mà mình đọc hướng dẫn thì có vẻ là mạnh lắm nè. Mình sẽ biến thành ngọn lửa luôn nha. Wow, mình sẽ lướt tới phía trước. Và theo sau đó là một cái ngọn lửa ha. Wow. Cái này ví dụ mình áp dụng chung với Gepo thì có được không? Ôi, được luôn nè. Hay thiệt. Kỹ năng này dùng để áp sát cũng khá là tốt đó. Ok, nãy giờ thì mình test sơ qua vài cái kỹ năng. Cái gì? Chưa. Cái năng lực của trái Mera này mạnh tới nỗi mà nó phá hủy luôn cả cái cánh cổng biến về của mình kìa. Trời ơi, nè, đây là những cái chỗ để mình biến về nè, mà cái skill của mình nó phá hủy luôn rồi. Ui, may mà vẫn còn một vài miếng để mình biến về nha, chứ cái này mà mất hết là mình hết đường về luôn á. Chù chà, nguy hiểm vậy ta. Và sau khi trở về nhà từ cái chuyến đi qua The End để test skill các thứ đó, thì bây giờ mình sẽ nhờ cái bác thủ thư chuyên đọc phiến Bonnie clip cho mình ha. Ủa, bác đó rồi. Ồ, what the heck? Nghe tiếng. À, đây. Không biết cổng dây đâu ta, mình chói bác ấy. À, mà không được. Vậy thì lại mang tiếng là ngược đãi kiểu... ngược đãi dân làng nữa. Ơ, cháy. Ui, lâu có mấy con quái vật nó chuyên gia nó đốt cái thuyền mình á. Nguy hiểm ghê. Rồi, giờ thì trở lại công việc chính nè. Bác học nghề đi. Và sau đó đưa cái mảnh bonus clip này cho bác ấy dịch ra ha. Rồi, dịch xong chưa? Rồi, có vẻ là dịch xong rồi đó. Đó. Mình đã mở khóa được một cái thử thách mới rồi nè. Thử thách này có tên là thử thách Morgan. Lần này thì mình sẽ chiến đấu với một thanh niên mới. Thanh niên này có tên là Morgan Tyrell. Thời gian vẫn là 10 phút và độ khó là trung bình thôi ha. Và đây là chân dung của thanh niên Morgan Tyrell nè. Đúng như cái tên luôn, tay hắn có một cây rìu rất là to luôn. Trời, căng người ta, nghe sợ vậy. Có nên qua xúc hắn liền không nha? Cho đỡ sợ coi. Ủa, được á. Chắc mình qua đó mình xúc hắn cho đỡ sợ đi ha. Nhưng mà bây giờ giáp mình còn hơi yếu. Với cả là mình đã ăn trái quỷ của kiểu như là Ice từng ăn rồi á. Thế nên mình cũng muốn có một món đồ nào đó của Ice. Và đặc điểm của Ice là có một cái nón khá là đặc trưng ha. Được, bây giờ thì chắc mình sẽ đi tìm cái nón của Ice luôn ha. Cái nón đó thì thường sẽ được những cái người bán đồ cho hải tặc bán ấy. Nếu như mình may mắn thì mình có thể gặp được những người bán đó thôi. Oh, what? Mình nghe tiếng một con rồng. Ủa, đâu vậy? Ôi, đừng làm sợ. À, đây, con rồng đây. Được, mình sẽ cho nó ăn cầu lửa luôn.
Hôm nay mình sẽ đãi các bạn món rồng nướng nha. Rồng nướng chui. Đây. Này thì rồng. Đúng một skill của mình thôi. Dám gầm gừ hả rồng? Kìa, ở dưới sợ quá rồi quấn nhau các thứ kìa. Để mình giải quyết mâu thuẫn cho. Xong phim. Trời ơi, cái trái Mera này quá trời mạnh rồi. Cực kỳ mạnh luôn. Nữa hả? Lại con này kiếm mối rồi, được. Mình lại cho nó ăn thêm một quả cầu lửa nữa. Giờ công việc mình nhàn lắm, cứ ngồi vận sức rồi, cho rồng ăn cầu lửa thôi. Cứ một quả cầu lửa là một con rồng á. À ok, thôi gặp thì lấy thêm 7 rồng một xíu về, chắc mình sẽ làm một cái quần với cả là một cái ủng bằng 7 rồng lửa. Nay gặp quá trời rồng lửa nè. Ok. Đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng gặp được cái người bán cái nón của Ace rồi á. Mua liền cho nóng nào. Ủa, nhưng mà khoan, gần đây có mấy cái tên hải quân đang truy nã mình. Đội cái nón Ace vô cái đã. Làm gì làm. Hôm nay thì đội nón của Luffy rồi, bây giờ đội cái nón của Ace thôi. Tên tên. Yes, chúng ta đã gần giống Ace rồi á. Coi tên nào muốn truy nã mình đâu. Tên nào. Ủa tên đội trưởng đâu rồi? Thường thường có tên đội trưởng mà ta. Đi vô khác nha. Rồi, mình sẽ cho hắn biết những cái quả. Đó. Những quả bóng lửa màu xanh đó là nó sẽ kiểu như là bay theo để truy sát mấy cái tên mà mình chỉ định vào á. Nói chung là kỹ năng quả bóng lửa đó mình thấy rất là mạnh luôn á. Hay nha. Nhưng mà có vẻ là lần này thì không có tên đội trưởng hải quân đi truy nã mình rồi. Chắc sợ chứ vậy. Thấy mình đội cái nón giống Ace cái là rén liền, sao mà dám truy nã tiếp. Ngoài kia có cái thuyền nữa kìa. Bay ra liền. Với sức mạnh mới này. Hai cái thuyền. À hiểu luôn. Hiện tại mình vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh nha. Bay quét xuống nước luôn à. Nhưng mà có vẻ là cái thuyền này mình đã khám phá rồi nè. Mở cái nắp bon tàu rồi. Trời ơi, đi xa vậy luôn rồi đó mà vẫn gặp mấy cái chỗ mà mình từng khám phá. Đủ hiểu rồi ha. Mà khoan, ngoài cái nón của Ace ra thì bây giờ mình có thể tìm thêm vũ khí của Ace nữa cơ. Ace cũng có vũ khí mà. Đó là một con dao hay sao á. Đúng. Lỡ tìm mà mình tìm cho đủ bộ luôn á. Mình sẽ ráng tìm con dao của Ace luôn. Còn bây giờ thì mình muốn test lại. Khoan. Mình còn hai kỹ năng chưa test đúng không? Đúng rồi, còn hai kỹ năng luôn nè. Test note luôn. Vừa đang tìm đối tượng để test thì có mấy thanh niên hải quân này. dám đánh cái người bán đồ cho mình hả? Láo thét. Người tính làm gì? Chưa, để mình tiêu diệt thanh niên này cái đã. Trời ơi, mình không bảo vệ được rồi. Chết tiệt. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu cuối luôn. Thì chưa cuối là mình sẽ tạo ra một cái giống như là lốc xoáy lửa vậy. Hơi bị xịn nha. Còn kỹ năng kế cuối là mình sẽ tạo ra một cái khiên bằng lửa. Kiểu vậy. Nhưng mà thì chưa cuối có vẻ là không đủ sức để đánh bại được những cái tên mà kiểu như có haki nha. Hoặc là có kỹ năng phòng ngự á. Nhưng mà mình nghĩ tiệt chiêu cuối chắc là sẽ thiên về cấu rỉa máu hơn. Với lại là khi mà mình dùng tiệt chiêu cuối này thì kẻ địch trong vòng ảnh hưởng sẽ bị bất động nha. Cũng khá là hay để khống chế kẻ địch đó. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ thử dùng kỹ năng những cái... Ui con động thức rồi. Kỹ năng thứ tư. Những quả... Quả bóng lửa màu xanh coi. Không đủ sức mạnh tiêu diệt được. Kỹ năng lửa chiến thập. Cũng không luôn. Ouch. Không ổn. Chắc phải dùng kỹ năng mạnh nhất của mình thôi. Tạo ra một quả cầu lửa. Và bye bye con rồng. Bye bye con rồng nha. Lại có thêm 7 rồng để mang về chế tạo giáp rồi. Mà tiếc ghê á. Hiện tại thì mình không có cách nào để sở hữu cái thuyền giống được của Ace hết. Ace cũng có một cái thuyền nhìn rất là ngầu luôn. Nhưng mà mình chỉ có cái bè bằng gỗ ha. Nhìn cũng... Ok. Phải chi có cách nào gắn cái cột bườm lên phía sau cái bè này mình chắc cũng đỡ hơn tí á. Nhưng mà thôi cái đó khó quá thì cho qua đi. Còn bây giờ thì
Mình sẽ tiêu diệt những cái con mà có thể nguy hiểm trên cái đường đi của mình cái đó. Tiêu diệt lẹ mới được. Tại vì mình đang muốn ra cái vùng biển này nè. Có vẻ cái vùng biển này mới. Chính xác, chính xác. Có thuyền kìa. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Để xem nào. Liệu rằng cái con thuyền nhỏ này có cho mình một cái rương trát quỷ nào hay không? Biết đâu bất ngờ. Giờ thì đột nhập vô trong trước ha. Đục lỗ đi. Ôi, chết rồi, mình đục lỗ mạnh, bự quá. Rồi luôn, đục mạnh quá, cái nó mất luôn cái rương rồi. Trời. Bố tài chấm cơm mình thiệt chứ. Không được rồi. Lỡ mất cái rương rồi, mình đục mấy thanh niên này luôn cho bỏ tức. Đục thêm thanh niên này nữa. Này thế à. Sao dùng biển mất. Ê, thấy rồi nha, thấy rồi nha. Chưa, để tiêu diệt cái mụ nàng tiên cá da mạo đằng kia cái đó. Hơi nguy hiểm xíu. Để xem với sức mạnh của Ace thì chúng ta có thể kiểu như là chinh phục con tàu này một cách nhanh chóng hay không. Và lần này thì mình sẽ kiểu như Chưa, tiêu diệt thêm cái mụ nàng tiên cá da mạo đằng kia đi. Thấy vậy chứ nguy hiểm lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ đục một cái lỗ ở giữa cái con thuyền hải quân này. Một lỗ bự bự xíu. Đó, lỗ siêu to luôn. Sau đó mình sẽ chèo cái bè mình vô trong. Rồi chúng ta đánh chiếm ha. Đấy, như vậy thì sẽ rất là an toàn luôn. Ui, nhưng mà trong này hơi loạn lạc nha. Ui, trong này bọn chúng đang đánh nhau kìa. Để mình đánh tiếp bọn chúng mới được. Quá trời quá đất quấn nhau rồi. Và có thêm một cái rương gỗ. Ui trời trời trời, coi bọn chúng quýnh nhau coi. Quá trời quá đất quýnh luôn. Để mình tiếp bọn chúng một quả cầu lửa ha. Bự bự xíu. Rồi. Để xem quả cầu lửa mình sẽ chọi thẳng xuống giữa con tàu đi. Kiểu con tàu nào mà mình dùng năng lực trái Mera này đánh chiếm thì khá là dễ ha. Đặc trưng của nó là sẽ có những lỗ hỏng trên con thuyền rất là to. Hợp lý thiệt sự luôn. Nhưng mà sau một lúc thì nó đang cháy rất là dữ. Nên thôi, mình cũng té đây. Được một cái rương gỗ thì cũng tạm được ha. Hiện tại thì mình có một ít cái vảy rồng nè. Mình nghĩ là mình nên làm một cái giáp mới để mặc vào ha. Mình không thích mặc cái giáp mà mình có được từ boss cho lắm. Tại vì cái này nó sẽ làm chậm mình một tí ấy. Mình thì không muốn như vậy. Nên thôi, mặc giáp rồng đi cho tốt ha. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại cái thế giới Gaia hôm qua ha. Hy vọng là lần này chúng ta sẽ có được những cái công trình mới hơn. Với cả là xem coi chúng ta sẽ chạm trán những cái con boss gì tiếp theo ha. Hơi bị hồi hộp luôn. Giờ thì lên đường nào. À mà không biết là kiểu bên thế giới này nó có biển không nhờ. Kiểu như nếu có biển thì mình vẫn có cơ hội tìm được những cái tàu hải quân hải tặc đó. Ồ, phải đi khám phá một chuyến thiệt là giữ ở bên đây mới được ha. Tìm hiểu thử. Rồi, và đây mình thấy nó có tòa tháp gì nè. Mình bị mù lò, chưa gì mà bị mù lò rồi, what the heck. Gì căng vậy? Mình không thấy đường hay sái gì luôn á. Ồ, vậy mà vẫn tiêu diệt được cái địch nè. Ảo thật đấy. Ơ, và trên đây thì không có rương luôn. Không hề có rương nha. Ồ, bịp rồi. Trên này thì sao? Ôi, trên này nó có. À, con boss hôm qua. Boss hôm qua hả? Được. Mình sẽ tiễn dòng mấy con đệ của con boss trước. Úi, mấy con này bị nhiễm với lửa à? À không, hồi nãy dùng trượt thôi. Chứ không phải là bị nhiễm đâu. Rồi, ăn cú đấm lửa nhá. Quá ghê gớm luôn. Chỉ với một cú đấm duy nhất từ trái Mega này thì mình đã tiễn dòng con boss rồi. Nó bị thiêu đốt mà kiểu mất xác luôn, không có rơi ra đồ luôn. Hay là đồ nó bị lửa này đốt, không biết nữa. Quá khủng khiếp cho sức mạnh của trái Mega này á. Ê, mình gặp xa có cái sinh vật gì lạ lắm kìa. Màu xanh lá cây. Ôi, đánh mình nha. Sinh vật này là sói à. Ồ, đây là sói xanh. Wow, loài sói bên đây căng vậy. Tại vì mình là trái hệ Paramecia, ở hệ Logia nên nó không có đánh được mình đó. Chứ mình mà mình tắt cái nội tại liền á. Đó là nó bắt đầu nó đánh mình kìa, thấy chưa. Nó hơi bị hung dữ luôn. Mà nó còn nhanh nữa. Không được rồi, mình phải xử bắn nó mới được. Trời ơi, nguy hiểm nha.
Wow, bắt đầu mình có gặp được những cái sinh vật bên cái thế giới Gaia này rồi đó. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa gặp thêm công trình. Ồ, kiểu nó bị hiếm ấy nhờ. Cực kỳ khan hiếm công trình luôn. Ê, tiếp theo mình gặp thêm một sinh vật khác bên thế giới Gaia rồi nè. Ui, con này là con gì thế ghê vậy? Nguy hiểm. Để mình gắn cái kỹ năng khiên lửa mình vô mới được. Từ từ, căng nha. Đây là con gì đây? Con này có tên là... coi tên coi. Ui, chưa kịp coi tên nữa là bị đẩy lùi rồi. Tại vì cái khiên lửa mình cũng có công dụng đẩy lùi cái địch đó. Đây là những cái con Lagrak Ancient. Ancient Lagrak là con gì ta? Lạ vậy, nhưng mà nó cũng khá là trâu á. Hồi nãy thì nó đánh mình, nhưng mà bây giờ nó hết đánh mình rồi. Chắc nó sợ mình á, nó thấy mình mạnh quá nên nó sợ mình rồi. Coi nhưng mà nhìn nó hơi ghê nha. Mà ví dụ mình farm nó thì mình được cái đồ gì không? Mình thử farm coi. Không có đồ. Mình chỉ mới gặp những cái sinh vật thường thôi. Nhưng mà nếu để ý thì mình thấy lượng máu của những sinh vật bên đây nó rất là trâu nha. Một con như vậy thì nó tới 75 máu lận. Wow, căng đét luôn. Không biết là mấy con boss nó sẽ trâu đến mức nào nữa. Nữa hả? À, lại gặp cái con này. Có vẻ con boss dễ gặp nhất trong cái bên cái thế giới Gaia này là cái con boss... mình quên nhìn tên nó nữa ta. Mình đánh nó hoài mà mình quên nhìn tên nó. Ok, để lần này mình coi tên nó là tên gì ha. Ok, coi thử nè. Boss Malachite. Boss Malachite ha. Nhìn thì cũng có vẻ nguy hiểm đấy. Nhưng mà không nguy hiểm bằng sức mạnh của trái Mega của mình đâu. Đón nhận quả cầu lửa từ trái Mega đi. Rồi luôn rồi, con boss nó lơ lửng luôn rồi. Nó đang che mặt mắc cỡ cơ. Ôi, nhưng mà mình phải tìm mấy con đệ của nó mới được. Ôi ta, nó đâu rồi? Ui, đệ của nó chết rồi. Giờ thì xử nó thôi. Cho năng của đám. Ui, hụt rồi. Không được, mình phải vận sức lại. Skill mạnh nhất của trái Mera nè. Chuẩn bị đi. Ăn quá cầu lửa. Cho nó ném mùi. Ơ, hụt à. Ui, nó bật cái lớp khiên lên, hèn gì. Này thì bật khiên nè. Ui, khi mà nó bật khiên lên thì mình sẽ không gây được sát thương cho nó luôn nè. Hoặc là gây được rất là ít thôi. Ôi, căng nha. Bây giờ nó còn miễn nhiễm với lửa nữa. Ôi, thành ra bây giờ mình lại phế rồi. Dùng cận chiến thôi. Không dùng năng lực của trái quỷ được thì mình sẽ dùng cận chiến á. Mình cũng có Haki mà. Ui, kiểu như nó đang thích ứng để nó có thể đương đầu với mình á. Lần này thì nó cho mình cả set đồ luôn hay sao nè. Ủa, không hẳn đâu, nó còn thiếu cái ổn. Lần này thì cho thiếu cái ổn á. Nhưng mà mình sẽ không mặc đâu, nó đang dụ dỗ mình để cho mình mặc cái set đồ của nó rơi ra đó. Nhưng mà no, mình vẫn thích mặc giáp rồng hơn. Ê, phía bên đây là một cái cánh rừng xanh lét nè. Đây là một cái biome mới ở bên thế giới Gaia thì phải. Được á. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa gặp được bất kỳ một cái vùng biển nào ở bên đây nha. Mình nghi là bên đây không có biển đấy. Ồ, nếu mà không có biển thì hơi tiếc nha. 2000 years later. Ôi trời, hú hồn. Thiệt tình luôn á, cái thanh niên người đá này. Hồ người ta gì đó. Tại vì bên đây á, nó rất là ít khi gặp những cái sinh vật á, mà đâu tự nhiên trong bóng tối có cái thanh niên người đá đó chứ. Muốn đứng tim luôn. Rồi, đây là chỗ của mấy thanh niên xương ha. Có rơi ra xương nè. Ồ, xương của mấy thanh niên này làm cung à. Làm được cả giáp. Hay vậy. Nhưng mà sao trong tòa tháp này không có rương gì hết ta? Ủa, lạ thiệt, tòa tháp này mình gặp mấy cái rồi mà không thấy cái nào có rương hết. Với cả là bên đây cũng khá là khan hiếm sinh vật đó nha. Ủa, quên. Hình như mình chưa khám phá ở dưới lòng đất của thế giới Gaia này thì phải. Như vậy thì bắt buộc bây giờ chúng ta phải khám phá dưới lòng đất rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ vận sức để mình chưởng một quả thật là mạnh xuống dưới đất ha. Ok, chưởng xuống dưới đất.
Ôi nhưng mà nó phá quỷ không to lắm. Thôi tụi mình tự đào đi. Chứ dùng cách kia thì hơi lâu á. Ôi đây còn có quặng nè. Oh, đây là những cái quặng bên thế giới Gaia. Dùng để làm mấy cái đồ vật dụng được thôi hả? Cứ tưởng là làm được cả giáp chứ. Ủa mà quên, mình có cái nón này mà nhờ. Nhờ cái nón thì mình có thể đi dưới lòng đất được và phát hiện dưới này nó cũng có nước các thứ đâu nè. Wow, có quặng nhưng mà hơi tối thôi, rất là tối luôn, là đằng khác. Cũng được phết. Mình để mình qua đó mình coi thử coi đó là cái quặng gì. Đây là bếp ballet. Wow, bếp ballet có công dụng gì không? Ủa cái này sao giống sỏi vậy? À nó chỉ là một block bình thường thôi, nó không có công dụng gì hết. Trên đây có quặng gì nè? Quặng Sugalite. À đây mới là quặng có thể làm giáp nè. Ui ui ui, chết. Ui cái xanh xanh ở dưới không phải là nước đâu nha. Xanh xanh này hình như là nhung nham hay sao á. Hồi nãy mình lọt xuống nó giật máu quá trời luôn. Coi có phải là nhung nham không nha. Đó, thấy chưa? Nó có vẻ là nhung nham rồi, chứ không phải là nước đâu. Vậy mà mình cứ tưởng bở. Cắm đầu xuống dưới nó giật máu quá trời quá đất. Rồi, mình đang thử đào quặng Upa nè. Coi quặng Upa sẽ... Khi nung quặng Upa thì mình sẽ có được cái gọi là Benny Toite. Benny Toite thì mình sẽ làm được vũ khí rồi các thứ đâu nè. Ra là vậy. Wow, bỏ túi luôn. Vậy là ở đây hệ thống khoáng sản của nó cũng khá là đa dạng á. Kìa, ở dưới đây còn có quái vật gì nữa cơ. Yêu con đó nhìn thấy ghê quá à. Bắn nó. Cho nó ăn những cái phát bắn của mình mới được. Bên đây lại có thêm cái quặng gì đây? Red Upa. Ồ, chính xác. Đây là quặng Red Upa á. Có Blue rồi, bây giờ có Red luôn rồi nè. Mình có thể nung ra để chúng ta được những cái Carnelian. Làm được giáp nha. Nhưng mà giáp nó cũng không có quá là mạnh cho lắm. Ồ có vẻ là hết rồi. Sơ qua thì dưới hang nó chỉ có vậy thôi ha. Để mình dò thám tiếp coi. Có cái nón ma này khá là tiện lợi để mình dò thám dưới lòng đất luôn. Biết đâu lại gặp thêm công trình thì sao. Sau cái chuyến du ngoạn vừa rồi thì mình thấy là kiểu như cái thế giới Gaia nó khá là khan hiếm công trình nha. Mình cũng gán tìm thêm công trình nhưng mà có vẻ không tìm thấy. Với cả là cũng không thấy biển luôn. Hơi tiếc một xíu, nhưng mà ít ra mình cũng có thêm được một cái rương trái quỷ bằng gỗ. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ trở lại với cái công việc, đó chính là làm cái thử thách đối đầu với cái tên Morgan Tigel ha. Bây giờ mình sẽ dùng trái quỷ Mera hôm nay để chúng ta chiến đấu với hắn ta. Đây, trước mặt mình là Morgan cơ. Được đấy. Mình sẽ cho hắn biết sức mạnh như thế nào là hỏa quyền ha. Rồi. Ăn tiệc chiêu cuối của ta đi. Dẫn sức nè. Bụm. Ui. Hụt rồi. Cú đấm lửa. Oh man. What the heck? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa sao nhanh vậy? Mình còn chưa kịp trở tay nữa. Trời ơi, cái thanh niên nó yếu xìu. Tưởng thế nào. Rồi, và sẵn dịp mình ghé lại cái khu vực này thì mình sẽ cho bọn chúng biết sức mạnh của mình ha. Tại vì đây là cái tổng bộ hải quân đầu tiên mà mình gặp được hay sao á. Bây giờ mới có dịp quay trở lại để chúng ta chinh phục nè. Ồ, nhưng mà khi dưới trời mưa thì kỹ năng của mình hình như hơi yếu thì phải. Hồi nãy mình bắn ông ngỗm. À đây rồi. Hết mưa cái là mình mạnh lại liền. Ôi may quá, chưa bể mấy cái rương. Ôi rương ở đây hơi bèo nha. Hơi bị bèo luôn á. Rồi, tiếp theo nào, đi xuống tầng dưới. Không sao hết. À đội trưởng hải quân à. Ăn cú đấm đi. Hỏa quyền á, đừng có đùa. Rồi, còn tên nào dưới này nữa không? Ô, còn một tên nữa nè. Ăn liên hoàn lửa đi. Tiếp tục. Một cái rương vàng.
Ở trên tuy nghèo nhưng mà ở dưới này thì không hẳn nha. Thêm một cái rương gỗ. Ờ, được quá cả. Ít ra phải vậy chứ. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ... Ôi dù bọn này đang chạy trốn kìa, tội nghiệp vậy. Ăn cú đấm lửa đi. À, ngươi dám chọc giận quá quyền rồi. Ngươi xác định rồi. Đâu rồi, đâu rồi, hắn rồi. Lắc quá, lắc quá. Lửa cháy lắc máy quá. Hắn đâu ta? À đây, 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 hắn bị cháy đây rồi. Này thì bị cháy nè, cho ngươi cháy tiếp luôn. Bật haki lên đấm hắn. Quả quyền. Lọc quả quyền nè. Thêm một cú đấm nữa. Đây là tới phòng cất vũ khí đó nè. Chủ yếu là mấy cái túi túi tiền đó. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Ờ, sẵn tiện có thư truy nã mình sẽ lượm mang về luôn đi. Ok. Như vậy thì lần này trở lại cái tổng bộ hải quân thì chúng ta đã đánh chiếm thành công rồi ha. Bằng sức mạnh của trái Mera cực kỳ xịn luôn. Đã vậy còn có thêm một cái rương vàng và một cái rương gỗ nữa chứ. Thời tới cơ mà. À, và xem coi mức tiền truy nã của mình hiện tại là bao nhiêu. Để xem... 195.000 Belly. Trời, sau khi ăn trát ác quỷ Mera thì bây giờ sức mạnh và tiền truy nã của mình đều tăng lên rất là nhiều rồi á. 195.000, gần đạt tới cục mốc 200.000 Belly rồi. Sao mà đỡ được. Và để ăn mừng thì mình sẽ tặng cái tổng bộ hải quân này thêm một cái quả cầu lửa nữa ha. Handmade luôn nha, mình chính tay mình tạo ra luôn nha. Rồi, gửi vô cái tổng bộ hải quân cái nè. Rồi, không cần cảm ơn đâu. Ok, còn bây giờ thì chắc mình sẽ về nhà mình thôi. Hay, vậy là chúng ta đã xong thêm một cái thử thách rất là nhanh chóng rồi. Tính ra cái tên Morgan tay rìu đó cũng chưa thực sự là mạnh lắm ý nhờ. Không biết là sắp tới những cái thử thách mà mình có được từ phiến bonus clip sẽ là đối đầu với những cái tên gì nữa. Không biết là có đối đầu với những tên mạnh mạnh kiểu như là râu đen, rồi hoặc là những cái tứ hoàng các thứ được không á. Cũng khá là tò mò nha. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc mở rương trái quỷ thôi. Hồi nãy thì mình có nhặt được thêm một cái rương vàng từ một cái tổng bộ hải quân nè. Vậy là hôm nay chúng ta có thể mở tới tận 2 cái rương vàng trong cùng một ngày rồi. Thiệt là tuyệt vời luôn á. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ mở luôn nha. Biết đâu mình lại may mắn và có thêm một trái quỷ xịn sò khác thì sao. Giờ thì mở nào. Ồ, bây giờ cho mình trái Gura Gura Nomi. What the heck? Trời, hết mở ra trái của Ace từng ăn, bây giờ mình lại mở ra trái của bố già râu trắng nè. Bữa nay quá thật là một ngày cực kỳ may mắn của mình luôn. Không thể tin nổi. Trong lúc may mắn này thì chắc mình sẽ mở tiếp thêm một cái rương sắt đi. Hy vọng rương sắt cũng sẽ may mắn giống như cái rương vàng nãy giờ mình mở nhá. Rương sắt cho mình trái Kira Kira Nomi. Wow, cái trái này nhìn như một viên kim cương này. Cũng tốt, cũng tốt. Được, được, được. Công nhận đang hên thì mở kiểu gì nó cũng hên ý nhờ. Tiếp theo, tiếp theo. Mở tiếp đến khi nào mà cảm giác nó không còn may mắn thì thôi ha. Tiếp nè. Ủa, chắc là dần luôn được rồi đó. Mới khen. Mới khen cái cho mình trái bô mù là cái một trong những trái mình sở hữu từ rất là sớm luôn. Không hiểu, không hiểu. Không sao, mình vẫn còn rương gỗ mà. Thử với rương gỗ coi. Cày thế nhờ. Lại lắc game nữa rồi. Mở xong mất, mất trái quỷ nữa rồi. À, cho mình trái Mero Mero Nomi. Ê, trái này mình chưa có luôn nè. Hợp lý. Vậy là nãy giờ mở ra 3 trái Paramecia cấp độ từ cao tới thấp luôn rồi. Wow, được đó nha. Nói chung thì cũng khá là ok trong cái màn mở rương trái quỷ này. Nhưng mà có vẻ là bây giờ mình cảm giác mình không còn may mắn giống như hồi nãy rồi. Và như vậy trong ngày hôm nay, tuy là mình vẫn còn thiếu một món đồ của Ace hay sử dụng, đó chính là một cái con dao. Đây, đây chính là con dao của Ace nè. Nhưng mà mình chưa có tìm ra được để mua á. Hy vọng là sắp tới chúng ta có thể tìm và mua được con dao của Ace để trở nên giống Ace hơn. Ngoài ra thì mình còn may mắn khi mà mở ra được trái quỷ của bố già râu trắng nè. Trái Gura này cũng rất là mạnh đó nha. Rồi thêm trái Kira và trái Mero nữa. Không biết là trong thời gian sắp tới chúng ta còn có thể mở ra thêm được những trái quỷ nào khác hay không. Hy vọng là những trái đó sẽ mạnh và
giúp ích được nhiều cho mình trong cái việc chiến đấu cũng như là đi khám phá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp của mình, cùng với những cái năng lực trác quỷ mới mẻ hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.